Sao tôi lại có thể vô duyên vô cớ bắt cóc mẹ Tài được chứ? Sao bà có thể vu khống tôi như vậy được chứ? Ông đã làm gì ông không biết à? Ông đã đưa một chiếc đương gia có 1.000 đồng đại dương cho cha nuôi của Tiểu Mang. Tôi hỏi ông, tại sao vị phu nhân lại đưa cho ông 1.000 đại dương? Và 1.000 đại dương đó tại sao lại đưa cho cha nuôi của Tiểu Mang? Ông nói mau đi. Cái này không phải là sự thật. Phu nhân, bảo tôi nói thế nào đây? Việc đến nước này rồi mà ông còn ngụy biện nữa à? Có phải ông lén lút âm thầm qua lại với Lý Khôi, đứng đầu của tập đoàn sát thủ không? Hành động bắt cóc vị thiếu gia và cả định mưu hại lão gia nữa, có phải là ông đứng sau chỉ đạo không? Đại phu nhân, trí tưởng tượng của đại phu nhân phong phú quá rồi. Tôi thực sự không biết phải nói thế nào nữa. Dương tổng quản à, ông ở nhà đế gia cũng 30 năm rồi, lão gia cũng không bạc đãi ông. Điều ta thực sự không hiểu là rốt cuộc tại sao ông lại có động cơ như thế, cứ nhất định phải ra tay tàn nhẫn đẩy lão gia đến chỗ chết như vậy. Đại phu nhân, người đúng là giỏi bịa chuyện. Việc mẹ Tài mất tích không hề liên quan đến tôi. Nói tôi hại lão gia thì lại càng vô lý hơn. Lúc nãy phu nhân nói rồi, tôi ở đế gia cũng đã 30 năm rồi. Tôi rất trung thành với nhà họ Đế, với đế lão gia và hai vị phu nhân nữa. Phu nhân cũng thấy rồi, tất cả mọi người trong đế gia này có thể làm chứng cho tôi. Nếu như phu nhân cứ lên án tôi như vậy, tôi thực sự không thể chấp nhận được. Không muốn thừa nhận đúng không? Được. Chu bộ đầu đến rồi. Đợi sau khi ông vào tù rồi, để xem ông nói có hay không. Hai vị phu nhân, làm phiền rồi. Chu bộ đầu đến đúng lúc lắm. Ta lấy thân phận là nữ phu nhân của nhà họ Đế ra lệnh cho ông lập tức bắt lấy Dương Đại Niên. Người đâu? Bắt lấy phu nhân và Đông Mai lại cho ta. Dạ. Chu bộ đầu, rốt cuộc là thế nào đây? Tại sao lại bắt mẹ tôi và Đông Mai? Bây giờ ta bắt bọn họ với tội danh là thủ phạm hạ độc hai đứa trẻ nhà họ Nhan, Tiểu Lô và Tiểu Ngọc. Không cần biết là bọn họ có nhận tội hay không, nhưng hôm nay điều đó có chứng cứ rõ ràng, muốn thoát cũng không thoát được đâu. Còn đứng đó làm gì? Mau bắt đi cho ta. Đi, đi. Mẹ, dừng tay. Không được làm tổn thương thằng bé. Cũng được thôi. Vậy xin mời phu nhân ngoan ngoãn đi theo tôi một chuyến. Mẹ, mẹ không được đi cùng ông ta. Đây chính là mệnh lệnh và đích thân đại nhân lãnh sự đưa ra, yêu cầu ta lập tức bắt đại phu nhân. Ai mà dám cản thì cũng bắt đi, không khoan nhượng. Hóa ra là cô. Chị muốn bạn của tôi thì tôi cũng phải tự bảo vệ mình thôi. Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời tôi gọi chị là chị. Còn không mau bắt bà ta đi. Dạ. Đưa đi. Đi. Dừng tay. Đi. Dừng tay. Chu bổ đầu, thả bọn họ ra. Cô có nhầm không vậy? Không phải cô muốn điều tra ra hung thủ thực sự hại chết em cô sao? Tôi đã bắt được bọn họ rồi mà cô lại bảo tôi thả họ ra. Đại nương, tôi chỉ hỏi người một câu. Cái bánh bao có độc đó thực sự là người đưa sao? Hai người bọn họ có phải hung thủ hay không thì chỉ cần gọi tất cả người trong nhà họ Đế ra đối chất thì mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Ngay cả con chó bị chôn cũng sẽ thấy. Chỉ cần kiểm tra sẽ làm sáng tỏ ra hết thôi. Không nhiều lời nữa, bắt người đi cho ta. Dạ, đi. Mẹ, cậu cẩn thận một chút cho tôi. Vị thiếu phu nhân, việc này cũng không liên quan đến cô. Cậu cho rằng tôi chết chắc rồi sao? Chu bổ đầu có thể dùng tiền để mua chuộc được, sao đến điều này mà cậu cũng không biết nữa hả? Người đâu? Có. Mấy người nghe cho kỹ đây.
Người này từ hôm nay trở đi không còn là đại thiếu gia của nhà họ Đới nữa. Nhà họ Đới không cho phép một hung thủ giết người phá hoại thanh danh, mà cũng dung túng cho con kẻ giết người. Mấy người nghe đây, đuổi cậu ta ra ngoài. Từ hôm nay trở đi không được cho cậu ta bước vào nhà họ Đới nữa. Bước đi đi. Dạ. Các người buông ra. Tôi tự biết đi. Ông nhớ lấy, hôm nay tôi bước ra khỏi cánh cửa này, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ từ cánh cửa này mà vào. Đại thiếu gia, nói tại sao Phùng Tùng Bổ lại đem người đến bắt đại nương? Tại sao hai người đuổi anh ra khỏi nhà họ Đới? Nói đi, tại sao? Dương Tộc Quảng, ông nói đi. Vì thiếu gia bớt giận, tôi dịp muốn chỉ bảo vệ nhị phu nhân thôi. Bảo vệ mẹ tôi sao? Đại phu nhân và đại thiếu gia vu cáo tôi và phu nhân, nói là chúng tôi vu hại lão gia, sao có thể được chứ? Nhị thiếu gia, đại phu nhân và đại thiếu gia có ý xấu muốn thiêu dệt tội danh. Hôm nay chủ bổ đầu vốn là định đến bắt tôi và nhị phu nhân. Tôi thấy tình hình lạ nên liền bảo nhị phu nhân gọi điện cấp cho đại nhân lãnh sự quán mới có thể thay đổi cục diện. Tôi không tin anh và đại nương có thể làm như vậy. Chúng tôi cũng không tin, nhưng sự thật không thể nào không tin được. Cậu nghĩ mà xem, nếu như nhị phu nhân bị tổng bộ bắt đi rồi lại bị ép cung bằng cực hình, thì hậu quả thế nào sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tôi vì bất lực nên phải đánh đến cùng mới có thể phản kích lại được. Nếu không thì không những hủy hoại thanh danh một đời của nhị phu nhân, mà còn sẽ làm cho nhị phu nhân mang quả giết người trên mình. Mẹ, mẹ nói đi, những gì Dương Tộc Quảng nói có thật hay không? Những gì ông ấy nói đều là thật. Nếu không phải Dương Tổng Quản lúc đó nghĩ ra cách đánh phủ đầu, thì con không còn gặp mẹ nữa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi tin đại nương bị bắt truyền ra ngoài thì thanh danh nhà họ Đới sẽ bị hủy hoại mất. Đào Nhi, không đâu, ta đã âm thầm nhờ quan lãnh sự tạm thời không để chuyện này công khai ra ngoài. Đợi cha con về thì hai cha con sẽ mở một cuộc họp báo, nói rõ ràng hết mọi chuyện. Họp báo, không sai. Vị thiếu gia, vụ án anh em nhà họ Nhan bị hạ độc đã làm náo động cả bến Thượng Hải, mà hung thủ lại là đại phu nhân và gia hoàng của nhà họ Đới. Việc này sẽ làm tổn hại đến thanh danh nhà họ Đới, cho nên cần phải mở một cuộc họp báo để nói cho mọi người biết việc này là do một mình đại phu nhân làm, không liên quan đến nhà họ Đới. Tài sản nhà họ Đới cũng sẽ được giữ nguyên. Buổi họp báo ngày hôm đó sẽ do cậu và lão gia ra mặt, cái này cũng sẽ nói rõ cho mọi người biết. Vị thiếu gia mới chính là người kế nghiệp duy nhất của nhà họ Đới trong tương lai. Tiểu Mang, anh Kim Long, em thực sự không ngờ rằng đại đương và Đông Mai lại là hung thủ thực sự. Việc này Dương Thiên cũng biết, mà anh ấy vẫn luôn giấu em. Sao việc này lại thành ra thế này? Tiểu Mang, nhà họ Đới vốn dĩ chính là một nơi lắm thị phi, bây giờ chỉ còn lại nhị phu nhân và Dương Tổng Quản. Những ngày tháng sau này sẽ càng khó sống hơn. Anh nói đúng, trong nhà này em giờ không còn biết tin ai, và có thể tin ai nữa. Đi, chúng ta rời khỏi đây. Lúc này việc cứu mẹ Tài mới là quan trọng nhất. Được. Chuyện tướng vụ án hạ độc này con sớm đã biết rồi, tại sao không nói cho cha biết sớm hả? Sự việc giờ đã đến bước này rồi, con mới bảo cha nghĩ cách. Cha làm gì có khả năng đó chứ? Cha, con xin cha đó, cha giúp con việc này đi. Cha nhất định phải nghĩ cách cứu đại phu nhân. Chú Nhạc, chú biết mẹ cháu cũng nhiều năm rồi, chú cũng biết mẹ cháu là người như thế nào mà. Dù bánh bao có độc này khi mới phát sinh, mẹ cháu làm ra một quyết định sai lầm nên mới tạo ra hậu quả không may ngày hôm nay. Do đó mẹ cháu luôn tự trách bản thân. Chú Nhạc, bây giờ cha cháu cũng không ở trong thành phố, chỉ còn chú là có thể giúp được mẹ cháu hóa giải đại nạn này. Chú xin chú hãy dùng quan hệ của chú giúp cháu đi. Vấn Thiên, cháu là luật sư thì cháu cũng nên biết phạm tội như gì có phải nên để pháp luật định đoạt hay không. Ta và cha cháu quen biết bao nhiêu năm, nhưng vụ án giết người này có liên quan đến mạng người. Nếu như bây giờ ta ra giúp,
bài cái mặt này của ta, thì người ta sẽ nói ta như thế nào chứ? Hơn nữa, quan hệ của cháu và Tiểu Hà, cha đừng có xa xôi nữa. Không phải là con đã nói với cha rồi sao? Anh Vĩnh Thiên đồng ý lấy con làm vợ rồi. Nhà kiện công ta muốn chọn con rể khó lắm sao? Vĩnh Thiên, cháu thực sự muốn lấy con gái ta sao? Cháu Được rồi, không nói nữa. Cha, anh Vĩnh Thiên thực sự không còn cách nào nữa mới tìm đến cha. Thôi thì con xin cha vậy, cha giúp việc này có được không? Cha, con xin cha mà. Được. Cha đồng ý với con, nhưng không phải là vì cậu ta. Ta là vì nể mặt lão gia và đại phu nhân nhà họ Đới. Nhưng mà Tiểu Hà này, cha cũng nói trước, đây là vụ án liên quan đến bạn người. Còn có nắm chắc được phần thắng hay không thì ta cũng không biết đâu. Cha giỏi như vậy chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chú Nhạc, cảm ơn chú. Đi đâu rồi? Mẹ Tài, hai ngày nay hai bà vất vả rồi. Bà đừng trách tôi là độc ác. Có trách thì trách chồng bà, biết nhiều việc không nên biết. Ông nói gì? Ông ta cầu xin tôi. Cầu xin tôi à? Nếu ông biết như thế này, sao ban đầu cũng làm vậy? Lý Khôi, làm đi. Không được động đậy, mẹ Tài, không được động đậy. Mẹ Tài, nhanh, chúng ta đi thôi, nhanh. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám ức hiếp người nhà của Nhan Tiểu Mai nữa, thì tôi cho anh lìa đầu khỏi cổ. Người đều chết hết rồi sao? Đuổi theo cho tao. Đứng dậy, đuổi theo cho tao. Lý Khôi, bỏ đi. Để cho bọn họ đi. Trải qua việc này ta nghĩ hai vợ chồng nhà họ không còn dám ở lại Thượng Hải nữa đâu. Nhưng Giang Tuấn Tài đã biết bí mật của chúng ta, nhưng đại phu nhân đã bị bắt đi rồi, khó mà thoát tội chết được. Hơn nữa Nhan Tiểu Mang còn mang trong mình đứa con nhà họ Đới, thì cũng là con nhà họ Đới, cô ta sẽ không bỏ đi đâu. Thật không ngờ bọn chúng lại tìm được đến tận đây. Nếu như giết hai vợ chồng nhà kia, thì Nhan Tiểu Mang sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Ta không muốn tự tìm phiền phức, như vậy thì lợi cho chúng quá rồi. Các con,
Mẹ Tai, con nhớ người quá. Được rồi, không sao nữa rồi. Đừng lo lắng, ta về rồi đây. Kim Long, chú Du, bác Tứ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn, may mà có mọi người ra tay kịp lúc. Nếu không, hai vợ chồng tôi đã mất mạng rồi. Cảm ơn, về được là tốt, không cần cảm ơn. Mẹ Tài, may mà có Tiểu Mang thông minh, Bảo Cháo Đầu Đầu và Tiểu Mao chia làm hai đi theo dõi Dương Tổng Quản mới tìm được hai người. Cảm ơn, không. Nói đến thông minh thì tôi là người thông minh nhất. Lúc đó tôi bảo bà ấy không được đi theo tôi. Điều là tôi anh minh sáng suốt, nên mọi người mới cứu tôi được. Nếu không thì chúng tôi đã sớm mất mạng rồi. Ông còn không biết xấu hổ mà nói à? Hôm nay tôi đánh chết ông. Tôi đâm ông này. Đáng đời đúng vậy. Hai vợ chồng mấy người đúng thật là lúc nào cũng vậy. Nhan Tiến Tài, từ hôm nay tôi quyết định không làm vợ ông nữa. Không làm vợ tôi thì bà làm gì? Tôi làm quả phụ. Ông đừng có chạy. Hôm nay tôi không giết ông không được. Tiểu Mang, mù sát chồng kìa. Tiểu Mang, con không thể thấy chết mà không cứu được. Con đã cứu cha một lần rồi, lần này con không giúp được nữa. Mẹ Tài, được rồi, bà nghe tôi nói đi. Mẹ Tài, Tiểu Mang, tôi thấy đám chú côn kia sẽ không chịu để yên đâu. Một nhà mọi người nên mau chóng rời khỏi bến Thượng Hải này đi. Được rồi, tôi thấy cái nhà này tôi cũng không thể ở được nữa. Mẹ Tài, hay là nhà chúng ta về quê sống đi. Như vậy chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường. Đúng vậy. Mọi người mau thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi đây, tránh đêm dài lắm mộng. Được. Đậu Đậu, Tiểu Mao, chúng ta đi thu xếp hành lý. Đi. Tiểu Du, Kim Long, chúng ta cũng đi giúp bọn họ. Được, đi. Con muốn làm gì? Nói đi. Nói cái gì chứ? Còn giả vờ sao? Tại sao cha lại tìm Dương Tổng Quản? Còn Dương Tổng Quản, tại sao lại đưa cho cha một cái hòm? Trong đó được cái gì? Còn không mau nói ra. Tiểu Ma, con đừng hỏi có được không? Ta đã phiền lắm rồi. Phiền cũng đáng đời thôi. Việc này liên quan đến bạn người mà cha còn không nói ra sao? Không nói được. Không nói được đúng không? Được thôi. Vậy cha đợi một chút nữa, con sẽ kêu mẹ Tài đến hỏi cha. Thì cha hãy quyết định có nói hay không nhé. Được. Tiểu Mang. Được rồi, ta nói. Ta tìm Dương Tổng Quản, thực ra là tại ta biết được bí mật nhiều năm trước của ông ta. Bí mật gì? 18 năm trước, khi đại phu nhân sinh con ở bệnh viện, có một người hạ độc. Chính mắt ta nhìn thấy người đàn ông hạ độc, đó chính là Dương Tổng Quản. Đi. Đưa người ra ngoài cửa đợi. Dạ, không có mệnh lệnh của ta, không được cho ai vào. Phu nhân, tôi là một người nhát gan, càng là một người không có tiếng tăm gì. Nếu như có thể thì tôi cũng muốn không quan tâm, không muốn quan tâm vào cuộc chiến này của phu nhân và vị phu nhân. Nhưng mà việc này lại không như mong muốn. Cẩn thận không ta cắn lại một miếng, lại liên lụy đến ngươi. Tôi sợ quá. Cái quyển ghi chép và sổ ghi chép làm việc của tôi đã đốt bỏ đi rồi. Vị phu nhân cũng đồng ý với tôi đem tất cả những ghi chép tiền tiết kiệm của tôi trong ngân hàng tiêu hủy hết. Vậy thì sẽ không còn dấu vết gì nữa. Ngươi phu nhân, tôi thấy phu nhân đừng nên làm khó tôi nữa. Thôi thì giận đi. Tôi muốn ta giận cái gì? Giận tội sao? Ta không có tội. Tôi biết phu nhân đây là đang kéo dài thời gian, đợi lão gia trở về cứu bà, đúng không?
đến lão gia về thì người chết chắc rồi. Còn có cả đôi cậu nam nữ kia nữa. Chỉ sợ không đợi được đến lúc đó thôi. Ý người là gì? Tôi sợ Đông Mai không đợi được. Đến lúc đó. Ông muốn làm gì? Nói. Bánh bao có độc là do ai đưa? Không nói phải không? Vậy đừng trách tao không khách khí. Dừng tay. Phu nhân có điều gì muốn nói sao? Phu nhân, bánh bao có độc là ta đưa. Phu nhân, nói mồm không thể tính được. Mời bà điểm chỉ tờ khai khẩu cung này cho tôi. Điểm chỉ cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Thả Đông Mai ra. Không vấn đề gì, có thể thả cô ta. Phu nhân, không được. Nếu nhận thì để tôi nhận. Cái bọn họ muốn không phải là cô. Hơn nữa, bánh bao là do ta đưa, không liên quan gì đến cô. Hài lòng chưa? Hài lòng. Rất hài lòng. Ông ra ngoài một lát. Ta có lời muốn nói với Đông Mai. Rõ. Phu nhân, xin lỗi phu nhân. Điều là Đông Mai hại người. Để ta có lỗi với ngươi. Ngươi cứ ra ngoài đi. Phu nhân, con không đi. Con muốn ở lại với phu nhân. Con nhỏ này, đừng khóc nữa. Nghe lời ta, ngươi nhất định phải ra ngoài mới có thể giúp ta được. Sau khi ra ngoài, hãy lập tức đi tìm Vấn Thiên, bảo nó đi tìm Quách thị trưởng giúp đỡ. Nghe rõ chưa? Đồng Mai biết rồi ạ. Cẩn thận, đi từ từ thôi. Cẩn thận mấy đứa nhỏ. Sau khi tìm được điểm dừng chân rồi, mọi người nhất định phải báo tin bình an trở về đó. Được rồi, tôi biết rồi. Tiểu Mang, đi thôi, đi thôi nào. Mẹ Tài, con không thể đi được. Tại sao? Dương tổng quản đó quỷ kế đa đoan. Con sợ rằng nếu chúng ta không tiếp tục ngăn chặn, lão ta sẽ làm ra những chuyện càng đáng sợ hơn nữa. Hiện giờ lão ta đã đuổi đại thiếu phu nhân ra khỏi nhà. Con sợ rằng lão ta sẽ làm hại tới Quân Đào. Vì vậy con quyết định quay về nhà họ Đới, nhắc nhở Quân Đào phải cẩn thận hơn. Nhưng mà lão Dương tổng quản kia vẫn còn đang ở đó. Con đi như vậy chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Nói sao đi nữa, hiện giờ con vẫn còn là vợ của Quân Đào. Chỉ cần mẹ con họ bình an vô sự, con nghĩ lão ta không dám làm gì con đâu. Hơn nữa, tất cả mọi người trong Đế gia đều nói rằng bánh bao có độc đó là do đại phu nhân cho bọn trẻ. Nhưng con cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi. Vậy nên con muốn đi tìm đại phu nhân, đích thân hỏi bà ấy cho rõ ràng, giả lại bí mật của Dương tổng quản mà bố Tài nói. Con cho rằng phải cho đại phu nhân biết mới được. Nhưng mà con cứ nghĩ cho bọn họ như vậy, như thế có đáng không? Mẹ Tài, nói sao đi nữa, Vấn Thiên, chị Đông Mai, đại phu nhân và cả Quân Đào nữa, bọn họ điều đó với con là thật lòng. Mẹ bảo con cứ đi cùng mọi người như vậy, con thực sự không đành. Vậy nên con đã hạ quyết tâm rồi, con phải ở lại.
Mọi người cứ đi trước đi. Mẹ Tài, mẹ mau đi đi. Đi đi, đi đi, được rồi, đi đi đi. Đi thôi. Quân Đào, Tiểu Mang, Tiểu Mang, em đi đâu vậy? Anh còn tưởng sẽ không gặp lại được em nữa. Vốn dĩ tôi định không quay lại đây, Quân Đào, nhưng tôi lại biết được một chuyện. Tôi nhất định phải nói cho anh biết. Chuyện gì vậy? 18 năm trước, lúc đại phu nhân chờ sinh ở bệnh viện, bị người ta hạ độc. Chuyện này anh có biết không? Anh có nghe mẹ cả nhắc qua. Sao vậy? Khi đó, đúng lúc Gia Tài cũng đang ở bệnh viện, cha cũng đã nhìn thấy người ra tay hạ độc. Thì ra người đó chính là Dương Tổng Quản. Dương Tổng Quản? Tại sao ông ta lại làm vậy? Em cũng không biết nữa. Cũng chính bởi vì mẹ Tài và cha Tài biết bí mật này mà suýt chút nữa bị Dương Tổng Quản diệt khẩu. May mắn thay có mấy người láng giềng giúp đỡ, nếu không thì cha mẹ lành ít dữ nhiều rồi. Sao lại có chuyện này chứ? Quân Đào, Dương Tổng Quản lòng dạ độc ác nham hiểm. Em lo rằng lão ta sẽ làm hại anh. Ý của em là ông ta sẽ ra tay với anh? Em cảm thấy như vậy. Giang Tiểu Mang, cô đừng ở đó nói rằng nói bậy. Làm gì? Dương Tổng Quản tuyệt đối không thể nào làm hại con được, càng không có chuyện như lời Giang Tiểu Mang đã vu khống. Ông ấy không có làm ra những chuyện như thế. Mẹ có thể bảo đảm rằng Dương Tổng Quản tuyệt đối không phải hạng người như vậy. Vị thiếu phu nhân, mưu sát là tội chết đó. Sao cô có thể nói năng lung tung như vậy? Tôi không hề nói năng bậy bạ. Ông đã làm ra những chuyện gì? Cha Tài đã nói cho tôi biết tất cả rồi. Vị thiếu phu nhân, từ lúc nào mà cô lại tin tưởng vào những lời nói của cha nuôi cô như vậy? Tôi nghe Chu Bổng Đầu nói, lúc đầu nếu không phải cha Tài của cô tố giác thì cô và mẹ Tài cô cũng không bị bắt vào phòng tuần phủ. Một con người vì tiền bạc mà có thể bán trẻ vợ con mình, bán đứng cả mình như vậy, lời của loại người đó có thể tin được sao? Tiểu Mang, ba Tài là người như vậy sao? Đó là chuyện trước kia, bây giờ không như vậy nữa. Không như vậy nữa sao? Vị thiếu gia, cậu có biết lần này cha Tài đến tìm tôi đòi bao nhiêu tiền không? Đòi cả thảy 1.000 đại dương. 1.000 đại dương? Đó là do ông có tật giật mình, muốn dùng tiền để bịt miệng ba Tài. Không phải là dùng tiền bịt miệng, mà là tiền xính lễ. Tiền xính lễ? Ông Tài nói rằng ông ta vất vả nuôi dạy Tiểu Mang trưởng thành, không thể nào gả không cho nhà họ Đới như vậy được. Vậy nên ông ta mới lớn tiếng tìm tôi đòi 1.000 đại dương. Ông nói láo, chẳng qua là ông đang muốn lách liếm hành vi tội ác của mình nên mới đưa tiền cho ba Tài. Đào Nhi, Dương Tổng Quản không hề nói láo. Số tiền này mẹ rất rõ nguồn cơn như thế nào, bởi vì số tiền này là do chính mẹ đưa cho Dương Tổng Quản. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Tiểu Mang, con người của ba nuôi con chỉ có thể dùng những từ lòng tham không đáy để hình dung mà thôi. Cô gả vào nhà họ Đới ta, lễ vật cần và chúng ta không thiếu một thứ gì. Ông ta không đến buổi hôn lễ của cô cũng bỏ đi, lại còn lén lút giở trò bắt chúng ta. Như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao? Tôi không tin. Phu nhân đừng nói láo. Quân Đào, anh đừng nghe mẹ anh nói. Đủ rồi, ta nói cho cô biết, cô đừng tưởng rằng cô là con dâu của nhà họ Đới, mang được cái bầu thì có thể tự tung tự tác. Đến thời khắc này đây, trong cái nhà này chỉ có một nữ chủ nhân mà thôi, đó chính là ta. Ta nói thế nào thì là thế đó. Chuyện ta đã nói, một là một, hai là hai. Lão Dương đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi. Đào Di, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tiểu Mang, em đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi. Em mang không vào, là không ăn được hay là không muốn ăn cùng chúng ta? Không sao hết, ta sẽ cho người mang cơm đến. Nhưng không phải là vì cô đâu, là vì đứa trẻ trong bụng cô đang mang thôi, hiểu chưa? Mẹ, đi thôi. Đi nào. Vị thiếu phu nhân, tôi tặng cô một câu này. Vì sự an toàn của bản thân cô và cả gia đình cô, tôi khuyên cô từ giờ trở đi hãy cẩn thận lời nói, đừng có nhiều chuyện.
Làm sao giờ? Vị thiếu gia tin lời mẹ cô ta như vậy. Cậu ta vốn dĩ không tin lời của cô. Nhưng nhị nương càng bên vực Dương tổng quản thì tôi càng cảm thấy bà ấy có vấn đề. Không sai, người đàn bà đó nhất định là cùng một dục với Dương tổng quản. Nhưng mà tôi nghĩ không ra, bà ấy là vị phu nhân của nhà họ Đới, địa vị ở trên cao như vậy, tại sao bà ấy lại cấu kết với Dương tổng quản? Tiểu Man, Tiểu Man, lão gia đã trở về rồi. Lão gia đang đợi cô ở thư phòng đó. Cô mau đến đó xem đi. Được. Tiểu Man, nếu như tiện, cô hãy nói giúp đại phu nhân vài câu. Tốt nhất là giúp bà ấy ra được bên ngoài. Tôi hiểu rồi, chú yên tâm. Sao lại có chuyện đó? Phu nhân của Đới Phủ mà cậu ta cũng dám bắt? Phùng Tục Phổ ăn gan trời hay sao? Tiểu Mai, là bà phải không? Em làm sao chứ? Là bà giở trò sau lưng phải không? Em nào dám giở trò gì được chứ? Thật sao? Đương nhiên không phải em rồi. Sao mà em biết được ai đã báo tin chứ? Người của Phùng Tục Phổ đột nhiên xông vào rồi bắt người đi chứ? Chẳng có chút liên quan gì đến em cả. Được, để tôi đến Phùng Tục Phổ dẫn người về. Lão gia, như vậy đâu có được. Cho dù lão gia có đi tìm Chu Bổ Đầu thì ông ta cũng đâu có quyết định được. Nói vậy là sao? Nghe nói đây là lệnh đích thân của lãnh sự đại nhân ban xuống. Chu Bổ Đầu chỉ phụng mệnh thôi. Lãnh sự đại nhân, ông ta dựa vào cái gì chứ? Tôi không quản được nhiều như vậy. Hôm nay cho dù phải làm loạn Phùng Tục Phổ lên, tôi cũng phải đưa người về đây. Lão gia, đừng có đi. Tội gì phạm phải là tội giết người. Nếu như lão gia làm to chuyện này lên thì tội danh của một mình chị sẽ trở thành tội danh của tất cả nhà họ Đới chúng ta. Lão gia bảo người khác nhìn chúng ta thế nào đây? Lão gia phải suy nghĩ cho kỹ. Sao hả? Lẽ nào bà cho rằng đế gia chúng ta phải phân ranh rõ ràng với Đức Hinh hay sao? Đương nhiên, tuyệt đối phải rõ ràng ranh giới. Lão gia, tôi có một đề nghị. Vì để giữ gìn danh tiếng cho nhà họ Đới, tôi kiến nghị lão gia hãy nhanh chóng mở một cuộc họp báo, nói rõ chuyện bánh bao có độc này vốn là hành vi của một mình đại phu nhân mà thôi. Tất cả trên dưới đế gia đều không biết gì. Có như vậy nhà họ Đới mới có thể tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình. Các người có biết Đức Hinh bà ấy vô tội không? Bà ấy chỉ bảo vệ tôi nên mới gánh tội danh này. Bảo vệ lão gia? Lão gia nói vậy có ý gì? Thực ra thạch tính trong bánh bao đó là tôi bỏ vào. Đức Hinh, bà ấy thay tôi gánh tội. Hôm đó là chính tay tôi đã bỏ thạch tính vào trong bánh bao để chuẩn bị mang cho Lai Phúc ăn. Nhưng Đức Hinh, Đông Mai, hai người họ không hề biết. Khi bà ấy đi cho Lai Phúc ăn, vừa đúng lúc gặp hai đứa trẻ tội nghiệp đó, vậy mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Nếu như thực sự điều tra ngọn ngành ra, tôi mới đúng là hung thủ thực sự. Đức Hinh vì tôi đã gánh hết tất cả tội lỗi, hiện giờ có thể nói là bước vào đường cùng rồi. Nhưng tôi tin rằng cho đến bây giờ bà ấy vẫn không hề tiết lộ sự thật này. Bà ấy vì tôi hy sinh, vì tôi chỉ biết bao nhiêu đau khổ. Sao tôi có thể dẫu đổ tìm leo, làm sao có thể phân rõ ranh giới với bà ấy được chứ? Vì vậy tôi nhất định phải cứu bà ấy ra. Cho dù nhà họ Đế có phải tán gia bại sản, tôi cũng phải cứu bà ấy ra cho bằng được. Dương tổng quản, chuẩn bị xe, cùng ta đến phòng tuần bổ. Còn nữa, gọi Thiên Nhi đi cùng tôi. Lão gia, đại thiếu gia hiện không có ở nhà. Nó đi đâu? Cậu ấy đang ở phòng luật sư, chuẩn bị giúp đại phu nhân biện hộ. Vậy thì không đợi nó nữa, chúng ta đi. Phu nhân, để cho chắc chắn, mời phu nhân cầm bút ghi tên lên biên bản này nữa. Chẳng phải đã điểm chỉ lên tờ khai rồi sao? Còn ký biên bản gì nữa? Lời khai là do bà tự khai. Còn biên bản này là thủ tục khỏi cung của phòng tùng bổ chúng tôi, không thể thiếu được. Có thể thả người được chưa? Xin lỗi,
Đông Mai, không thể đi được. Ông đã hứa với ta rồi mà. Có sao? Có ai nghe thấy không? Ngươi hay ngươi? Đâu có. Thời này nói mồm đâu tính, phải có giấy trắng mực đen, vì thế này mới được. Ngươi, ngươi đúng là súc sinh. Phu nhân mắng hay lắm. Đây chỉ là một loại thủ đoạn hỏi cung mà thôi. Nếu như ta không hứa với bà, thì sao bà có thể nhanh chóng điểm chỉ ký tên như vậy chứ? Nhưng mà ta phải cho bà biết điều này. Trên biên bản này ghi rất rõ ràng rằng bà và Đông Mai đều là đồng phạm giết người. Giải xuống đi. Đi. Chu Tứ, ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi đừng để rơi vào tay ta. Nếu không ngươi sẽ chết thảm đó. Tôi đợi đến ngày đó đó. Tặng cho bà một câu, tốt hơn hết, bà nên giữ chút sức đi. Áp giải đi. Rõ. Đi. Mau lên. Đi. Lão gia, xin mời. Lão gia, ngài đến rồi sao? Mời ngồi, mời ngồi. Không cần. Ta mới đi khỏi đây có mấy ngày thôi mà có kẻ dám treo lên đầu cởi cổ ta rồi. Chu Tứ, ngươi cũng được thật đó. Còn không mau thả người ra. Lão gia, tiểu nhân chỉ là làm theo lệnh cấp trên. Ngài như vậy không phải đang làm khó tiểu nhân sao? Hơn nữa, tội mà đại phu nhân phạm phải là trọng tội giết người. Tiểu nhân sao có thể tùy tiện thả người được? Ngươi bớt giỡn giọng và quan với ta đi. Ta không quan tâm chuyện này đâu. Nếu ngươi còn không thả người, thì ta sẽ đi tìm Quách thị trưởng. Đến lúc đó, đừng trách ta không để mặt ngươi. Thậm chí đến cả cái chức bổ đầu của ngươi, ngươi cũng không làm nổi nữa đâu. Ông nói ông muốn đi tìm Quách thị trưởng, vậy mời cứ tự nhiên. Là ý gì? Vậy tôi nói lại với ông một lần nữa nhé. Nơi đây là đâu nào? Nơi đây chính là Tô Giới, cấp trên của tôi không phải là Quách thị trưởng, mà là lãnh sự đại nhân. Tiễn khách. Lão gia, mời. Lão gia, giờ chúng ta đi đâu? Cứ đến phòng luật sư gặp vấn thiên trước đã, sau đó chúng ta đi tìm Quách thị trưởng. Dạ. Lái xe. Ông đi sai hướng rồi. Quay đầu. Lời ta nói ông có nghe thấy không? Dương tổng quản, ngươi sẽ không bịt chết lão ta đó chứ? Đến lúc đó sẽ hỏng việc lớn của chúng ta đó. Ngươi yên tâm, đây là thuốc mê chứ không phải là thạch tín. Tiểu Mang, cô đi đâu đó? Anh Kim Long, tôi đang muốn đi tìm đại phu nhân đây. Hay lắm, đại phu nhân đối với chúng ta có tình có nghĩa như vậy. Giúp đỡ chút, cô muốn tôi làm gì đây? Tôi muốn đi tìm anh Vấn Thiên để nói rõ một số chuyện trước đã, sau đó mới nghĩ xem làm thế nào để cứu đại phu nhân. Được, chúng ta cùng đi. Anh Kim Long, anh cứ ở lại đây quan sát động tĩnh của Dương tổng quản, tiện thể bảo vệ quân Đào. Muốn tôi làm thám tử sao? Tôi chỉ thích làm bảo tiêu cho em thôi, không thích hợp làm thám tử đâu. Anh hãy giúp tôi một việc này đi, xin anh đó. Nhưng mà cái nơi này rối ren như thế này, giờ lại kêu tôi làm thám tử thì tôi chán chết mất. Anh Kim Long, nhưng mà tôi thật sự lo lắng cho an nguy của quân Đào.
Anh giúp tôi chuyện này có được không? Nhưng mà tôi... Được rồi, tôi biết anh sẽ đồng ý mà. Tôi đi trước đây. Tôi đồng ý lúc nào chứ? Cái gì? Ông đem nhốt lão gia lại sao? Xỉu mai, tôi bảo đảm sẽ không giết lão ta. Chẳng phải ông đã hứa với tôi không nhốt lão gia? Mau thả lão gia ra cho tôi. Xỉu mai, bà đi rồi sao? Xỉu mai, Đế Khánh Hào đã biết tôi ra tay làm hôn mê lão ta rồi. Giờ mà tôi thả lão ta ra, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Rõ ràng ông đã hứa với tôi. Ông đã hứa với tôi rồi mà. Ông không giữ lời. Ông không giữ lời. Được rồi, được rồi. Xỉu mai, sao ông không giữ lời? Nếu tôi không ra tay, lão ta sẽ điều tra ra chúng ta. Bà có biết không? Xỉu mai, tôi nói cho bà nghe. Đế Khánh Hào và Đế Giấc Thiên đi tìm Quách thị trưởng. Bọn họ mà gặp nhau rồi, liệu chúng ta có thể yên thân được sao? Tôi là gì nghĩ cho chúng ta? Trước hết phải giam lỏng lão gia, như vậy mới có thể bảo đảm sự an toàn cho chúng ta. Bà có biết không? Ông vừa nói cái gì hả? Đạo Di, vị thiếu gia, ông dám bắt cóc gia tôi, lại còn giam giữ gia tôi nữa. Tôi, mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao ông ta dám giam lỏng gia, còn dám lớn tiếng với mẹ nữa? Đạo Di, đây chỉ là hiểu nhầm. Hiểu nhầm thôi. Dương tổng quản, tiểu mà cứ nói với tôi rằng ông làm những chuyện chẳng ra gì, tôi cũng nói giúp lời tốt đẹp cho ông nữa. Thực không ngờ ông lại to gan, ngang nhiên với bắt cóc cha tôi. Mau nói, cha tôi đâu? Vị thiếu gia, tôi... Đại Nhiên, ông không nói phải không? Được, tôi giờ không đến phòng tuần bổ.